Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố để thảo luận thông qua một số nội dung theo chương trình công tác. Tại phiên họp, qua báo cáo đề xuất của các đơn vị địa phương, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành theo chương trình công tác, Đáng chú ý là các nội dung về nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và quận huyện năm 2022, về kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, khu vực trung tâm, về thời gian thực hiện quái thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công, về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quý 3, về ban hành bản giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố cùng với đó là các nội dung liên quan đến một số vấn đề cụ thể trên lĩnh vực đất đai về quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong khu công nghệ cao đà nẵng về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố về đề nghị cấp phép một số hoạt động thi công công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng bến cảng liên chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung trong phạm vi bảo vệ đê kè